phần. Phần thứ nhất là cung cấp cơ sở vững chắc để hiểu điều gì ảnh hưởng đến nhận thức của khách hàng, các mối quan hệ và chất lượng dịch vụ. Thứ hai là tầm quan trọng của sự hài lòng của khách hàng, các yếu tố ảnh hưởng và kết quả nó mang lại. Phát triển kiến thức quan trọng về chất lượng dịch vụ và năm khía cạnh chính của nó: độ tin cậy, khả năng đáp ứng, sự đồng cảm, sự đảm bảo và các mối quan hệ hữu hình. Và cái thứ tư là cho thấy rằng cuộc gặp gỡ phục vụ hoặc các thời gian mà người tiêu dùng cung cấp với một dịch vụ là điều cần thiết mà các khối xây dựng, và từ đó khách hàng hình thành nhận thức của họ. Thứ nhất là nhận thức của khách hàng về dịch vụ. Để hiểu rõ các vấn đề trên thì chúng ta sẽ vào một ví dụ của công ty GenCycle. Đối với GenCycle, dịch vụ là một chìa khóa để công ty thành công. Rick Gen, 40 tuổi, là một giám đốc điều hành sở hữu doanh nghiệp từ năm 16 tuổi. Khi còn trẻ, ông đã xây dựng công việc kinh doanh dựa vào nguyên tắc cơ bản như dịch vụ vô song, dịch vụ hấp dẫn, dịch vụ tiếp thị mục một, mối quan hệ với khách hàng và sự tôn trọng của nhân viên và trao quyền. Từ đó, Gen đã loại bỏ được một số ít trong 16 đối thủ cạnh tranh ban đầu. Vậy Gen đã cạnh tranh như thế nào? Gen cung cấp dịch vụ miễn phí trọn đời cho những chiếc xe mà họ bán ra. Đây cũng là một cách tốt để thu hút khách hàng quay lại cửa hàng, tạo cơ hội xây dựng mối quan hệ lâu dài. Bảo hành các bộ phận trọn đời theo chiến lược dịch vụ miễn phí trọn đời, Gen sớm nhận ra rằng nó cũng nên cung cấp bảo hành trọn đời các bộ phận khác. Bảo vệ giá trong 90 ngày để dập tắt những tin đồn có thể xảy ra, và niềm tin rằng Gen định giá rất cao, công ty đã đưa ra một mức giá hợp lý để khách hàng có thể quay lại trong 90 ngày để nhận lại một khoản giảm giá bằng tiền mặt và cộng 10% nếu họ tìm thấy chiếc xe đạp tương tự ở nơi khác với giá thấp hơn. Bảo hiểm cố định. Đối với những người mua xe đạp lần đầu hoặc những người đi xe đạp ít kinh nghiệm, vì chiếc lốp bị xẹp có vẻ rất khó khăn. Vì vậy, Gen cung cấp bảo hiểm cố định hàng năm. Mặc dù rất ít lốp xe được sửa theo chính sách này, nhưng những người đi xe đạp đó đã quay lại cửa hàng để sử dụng bảo hiểm này. Quà tặng dưới $1, một số cách mà Gen làm hài lòng khách hàng là tặng những bộ phận nhỏ nhưng thiết yếu có giá dưới một đô la. Những món hàng này đã dẫn đến việc khách hàng mua hàng thêm. Khu vui chơi dành cho trẻ em ở Gen là một địa điểm nổi tiếng dành cho giới trẻ để đi chơi và được giải trí trong khi cha mẹ họ đang đi mua sắm. Cà phê và Nebo Bar và cà phê miễn phí thì Gen đã xây dựng một quầy bar cà phê ấm cúng để khách hàng có thể ngồi đó trong lúc đang đợi cửa hàng. Tại đây thì có phục vụ cà phê và các loại đồ uống. Chi phí của một tách cà phê có thể ít hơn $1 hoặc có thể là miễn phí. Chị em và nâng cấp xe đạp, đây là một trong những chiến lược dịch vụ sáng tạo nhất. Đây là chính sách trao đổi cho phép cha mẹ họ mua một chiếc xe đạp cho chị em và sau đó đổi lấy nó với giá trị đầy đủ. Các yêu cầu của khách hàng thì các khách hàng cảm nhận được dịch vụ, cách họ đánh giá liệu họ đã trải qua để trải nghiệm chất lượng dịch vụ và liệu họ đã có hài lòng hay không, thì chúng ta cần tập trung vào hộp dịch vụ trong mô hình khoảng trống, bởi vì kỳ vọng và các đánh giá cũng có thể thay đổi theo thời gian, từ người này sang người khác và từ nền văn hóa này sang nền văn hóa khác. Chất lượng dịch vụ hoặc những thứ thỏa mãn của khách hàng của hôm nay có thể là khác với ngày mai. Toàn bộ cuộc thảo luận về chất lượng và sự hài lòng đều dựa trên nhận thức của khách hàng về dịch vụ, không phải từ một tiêu chí khách quan được xác định từ trước đó. Về nhận thức của khách hàng về chất lượng và sự thỏa mãn của khách hàng,
Thì trong chất lượng phục vụ thì có độ tin cậy, khả năng đáp ứng, đảm bảo đồng cảm và hữu hình. Khi mà chất lượng phục vụ cộng với chất lượng sản phẩm tốt và giá cả hợp lý thì nó tạo ra sản phẩm làm hài lòng cho khách hàng, cộng thêm yếu tố tình huống và yếu tố cá nhân sẽ tạo ra mức độ trung thành của khách hàng. Kết luận là nghiên cứu cho thấy rằng điều quan trọng là phải hiểu tất cả các loại hình thức này về những lý do khác nhau, về các quan điểm là bổ sung cho nhau, hiểu nhận thức ở cấp độ giao dịch cụ thể và rất quan trọng đối với chẩn đoán các sự cố dịch vụ và thực hiện các thay đổi ngay lập tức. Những cuộc gặp gỡ cô lập này cũng là nền tảng cho các đánh giá kinh nghiệm tổng thể tích lũy. Mặt khác, đánh giá kinh nghiệm tích lũy cũng có khả năng là những người dự đoán tốt hơn về lòng trung thành đối với tổng thể của một công ty. Thì em xin nhường lại phần thuyết trình cho bạn khác. Xin chào thầy và các bạn. Em xin tiếp tục trình bày phần sự hài lòng của khách hàng. Sự hài lòng của khách hàng là gì? Thì theo Philip Kotler, sự hài lòng của khách hàng là mức độ trạng thái cảm giác của một người bắt nguồn từ việc so sánh kết quả thu được, từ việc tiêu dùng sản phẩm, dịch vụ với những kỳ vọng của chính họ. Còn theo Oliver cho rằng sự hài lòng của khách hàng là sự phản ứng của người tiêu dùng khi được đáp ứng được mong muốn. Vậy điều gì quyết định đến sự hài lòng của khách hàng? Thứ nhất là chất lượng sản phẩm hoặc là chất lượng dịch vụ. Thứ hai là các tính năng của sản phẩm và dịch vụ. Thứ ba là giá cả. Thứ tư là cảm xúc của khách hàng. Ví dụ khi khách hàng cảm thấy không vui trước đó thì có thể phản ứng tiêu cực với bất kỳ vấn đề nhỏ nào trong việc trải nghiệm dịch vụ và dẫn đến sự không hài lòng. Cái thứ năm là các thuộc tính cho sự thành công hoặc thất bại của dịch vụ. Cái thứ sáu là nhận thức về sự công bằng. Khách hàng thường có xu hướng so sánh mình với những khách hàng khác, như là những khách hàng khác có được đối xử tốt hơn, giá cả tốt hơn hoặc là dịch vụ chất lượng tốt hơn mình hay không. Nếu khách hàng không được đối xử công bằng như những khách hàng khác thì cũng sẽ dẫn đến sự không hài lòng của khách hàng. Cái thứ bảy là các khách hàng khác, các thành viên trong gia đình hoặc là đồng nghiệp. Ví dụ khi khách hàng nghe được những trải nghiệm hoặc dịch vụ nào đó từ người thân bạn bè của họ thì họ bày tỏ sự hài lòng hoặc không hài lòng, và điều đó cũng tác động và ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng. Tiếp theo là yếu tố cá nhân, và cuối cùng là yếu tố hoàn cảnh môi trường. Em nhìn xin nhiều phần thuyết trình lại cho bạn nghe ạ. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về chỉ số hài lòng của khách hàng Mỹ. Chỉ số này được phát triển bởi các nhà nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu Chất lượng Quốc gia tại Đại học Michigan, là một thước đo về mức độ hài lòng đối với hàng hóa và các dịch vụ. Một trong những lý do thúc đẩy được sự quan tâm nghiên cứu đến sự hài lòng, đó chính là sự hài lòng càng cao thì vị thế cạnh tranh sẽ càng mạnh hơn, duy trì được lòng trung thành của khách hàng. Do đó, dẫn đến lợi nhuận và thị phần sẽ cao hơn đối với đối thủ. Thêm vào đó, sự mong đợi về chất lượng cảm nhận và giá trị cảm nhận là những nhân tố quan trọng tác động đến sự hài lòng của khách hàng và cuối cùng sẽ tác động đến lòng trung thành của họ. Ngoài ra, sự hài lòng cũng có ảnh hưởng đến sự than phiền, và tiếp theo đó, sự than phiền sẽ làm giảm đi lòng trung thành của khách hàng. Tiếp theo, đó là về kết quả về sự hài lòng của khách hàng. Sự hài lòng của khách hàng càng cao thì sẽ dẫn đến một vị thế vững chắc của công ty, của doanh nghiệp trên thị trường. Cùng với đó thì sẽ giúp tăng lợi nhuận và thị phần sẽ lớn hơn. Thông thường, sự hài lòng của khách hàng cũng được xem như là một nhân tố quan trọng quyết định sự trở lại mua hàng của khách hàng. Từ đó sẽ phát tán những lời truyền ngữ tích cực về sự trung thành của họ. Khi khách hàng hài lòng về sản phẩm và dịch vụ thì họ sẽ sẵn sàng trở lại và mua nhiều hơn, và họ sẽ kể cho những người khác về trải nghiệm mua hàng này. Tóm lại, chỉ số hài lòng của khách hàng càng cao thì sẽ mang lại rất nhiều lợi ích cho doanh nghiệp. Đó là làm tăng mức độ trung thành của khách hàng, củng cố được danh tiếng của doanh nghiệp và giảm được sự co giãn về giá, giảm chi phí cho các giao dịch tương lai và nâng cao hiệu quả làm việc của nhân viên. Về mối quan hệ giữa sự hài lòng và lòng trung thành của khách hàng thì chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về biểu đồ.
Trên biểu đồ này có 5 mức độ về sự hài lòng của khách hàng. Xét từ bên trái qua đó là rất bất mãn, không bất mãn cũng như không hài lòng, và hài lòng, và rất hài lòng. Như như các bạn cũng thấy đó là sự hài lòng của khách hàng sẽ tác động thuận chiều đối với sự trung thành của khách hàng. Sự hài lòng của khách hàng càng cao thì lòng trung thành của khách hàng sẽ càng cao. Từ đó sẽ có xu hướng thỏa mãn khách hàng. Theo đó, muốn có được lòng trung thành của khách hàng thì chúng ta cần phải hướng đến việc làm hài lòng hoặc làm hài lòng họ rất nhiều. Từ đó sẽ có được mối quan hệ bền chặt giữa khách hàng và doanh nghiệp. Tiếp theo đó là phần trình bày của bạn Uyên Nhi ạ. À, em xin tiếp tục trình bày về phần bài của nhóm em về chất lượng dịch vụ. Chất lượng dịch vụ là sự đánh giá của khách hàng về sự xuất sắc tổng thể của dịch vụ được cung cấp liên quan đến chất lượng được mong đợi. Đó là hy vọng của khách hàng và nhận thức của khách hàng về dịch vụ. Mô hình Sower hay còn được gọi là mô hình khoảng cách cải thiện chất lượng của dịch vụ là thang đo giúp nắm bắt và đo lường về chất lượng dịch vụ mà khách hàng đã được trải qua. Thang đo này hoạt động dựa trên sự cảm nhận của chính khách hàng sử dụng dịch vụ. Thang đo này được thừa nhận là có độ tin cậy cao và chứng minh tính chính xác trong nhiều ngành dịch vụ khác nhau như nhà hàng, khách sạn, bệnh viện, trường học, hàng không. Mô hình chất lượng dịch vụ được đánh giá dựa trên nhận định về chất lượng của kết quả, chất lượng tương tác, chất lượng môi trường vật chất. Và có 5 khía cạnh để đánh giá chất lượng dịch vụ, đó là độ tin cậy, cũng độ tin cậy nói về khả năng thực hiện dịch vụ đã hứa một cách đáng tin cậy và chính xác. Thứ hai là tính đảm bảo, kiến thức và lịch sử của nhân viên của họ khả năng khơi dậy niềm tin và sự tự tin của khách hàng. Thứ ba là khả năng đáp ứng, sẵn sàng giúp đỡ khách hàng và cung cấp dịch vụ nhanh chóng. Thứ tư là tính đồng cảm, quan tâm chú ý đến từng cá nhân mà công ty cung cấp khách hàng. Thứ năm là phương tiện hữu hình, cơ sở vật chất, trang thiết bị và diện mạo của nhân viên. Dạ, tiếp theo là phần trình bày của bạn Thu Ngân ạ. Như bạn Yên Nhi thì đã nói về năm khía cạnh một cách rất bao quát và giờ em sẽ đi đến phần từng khía cạnh cụ thể ạ. Thứ nhất thì chúng ta nói về khía cạnh về độ tin cậy. Đây là khía cạnh đầu tiên cũng như là nó quyết định tới nhận thức về chất lượng dịch vụ của khách hàng. Ở khía cạnh này thì doanh nghiệp bên cung cấp dịch vụ họ sẽ cung cấp dịch vụ như lời đã hứa, sự tin cậy trong xử lý dịch vụ đối với khách hàng, năng lực cung cấp dịch vụ chính xác, đúng thời gian, đúng tin cậy và ngay trong lần sử dụng đầu tiên, và họ sẽ duy trì hồ sơ để không gây ra mắc lỗi. Chúng ta lấy một ví dụ cơ bản trong khía cạnh độ tin cậy này để các bạn hiểu rõ là đối với ngành dịch vụ lưu trú thì việc mà đảm bảo phòng được khách nhận đúng như đã đặt về hình ảnh, thời gian và gói dịch vụ cũng là một trong những điểm mà chúng ta mà một trong những điểm để thể hiện đây là khía cạnh của độ tin cậy. Chúng ta qua khía cạnh thứ hai chính là khả năng đáp ứng. Khả năng đáp ứng ở đây sẽ đề cập tới hai vấn đề mà bên cung cấp dịch vụ họ sẽ tập trung, đó chính là hai yếu tố về sự sẵn sàng và nhanh chóng. Điều mà bên cung cấp dịch vụ họ sẽ làm cụ thể ở đây đó chính là việc mà thông báo cho khách hàng về thời gian, địa điểm dịch vụ mà họ sẽ thực hiện dịch vụ mà họ sẽ đáp ứng cho khách hàng sẽ luôn luôn được sẵn sàng và luôn luôn được trả lời một cách nhanh chóng. Ở khía cạnh này thì chúng ta cũng lấy một ví dụ cụ thể với việc dạy học thì thầy giáo và học thầy giáo sẽ luôn sẵn sàng tận tâm giúp đỡ học sinh để cho học sinh có thể hiểu bài. Chúng ta cùng nhau qua khía cạnh thứ ba, đó chính là việc đảm bảo. Và việc đảm bảo ở đây chính là gì? Đó chính là việc tạo tự tin và uy tín cho khách hàng. Nó được đảm bảo dựa trên những kiến thức, kỹ năng
ví dụ như là những kiến thức chuyên ngành, những kỹ năng mềm, ví dụ như kỹ năng giao tiếp, kỹ năng ứng phó. Và thành phần này sẽ giúp cho tổ chức cung cấp dịch vụ có lòng tin và sự tín nhiệm của khách hàng. Bên cung cấp dịch vụ đối với khía cạnh này sẽ làm những việc cụ thể như sau: nhân viên sẽ truyền niềm tin cho khách hàng, làm cho khách hàng cảm thấy họ an toàn trong cái giao dịch này. Và nhân viên sẽ luôn được đối xử một cách lịch sự và đầy đủ kiến thức chuyên môn đối với khách hàng của mình. Đối với ví dụ ở khía cạnh đảm bảo này, thì khi mà các bạn sử dụng một dịch vụ nào đó, thì khi mà chúng ta nghĩ là hành vi của nhân viên có khiến cho mình cảm thấy tin tưởng không, hành vi của họ, hay là họ có cảm thấy họ có thể hiện được sự lịch sự và niềm nở đối với khách không, đây chính là một trong những khía cạnh của việc đảm bảo. Chúng ta cùng nhau qua khía cạnh thứ tư, đó chính là việc đồng cảm. Đối với một dịch vụ thì đồng cảm cũng chính là một điểm để thu hút tới khách hàng, là gây được thiện cảm đối với khách hàng. Việc phục vụ khách hàng được xem là yếu tố vô cùng quan trọng, giúp nó làm hài lòng khách hàng về cả về mặt tâm lý và làm tăng cường lòng tin, sự trung thành và sự tin cậy. Ở khía cạnh này thì bên cung cấp dịch vụ họ sẽ mang đến cho khách hàng sự quan tâm cá nhân. Nhân viên ở đây sẽ luôn hiểu được nhu cầu và những điều cần thiết của khách hàng. Giờ làm việc và các thủ tục phương tiện thì diễn ra một cách thuận tiện, dễ dàng để tất cả khách hàng đều có thể áp dụng và thực hiện. Và sự đồng cảm ngay từ bên trong của nhân viên phục vụ. Ta lấy một ví dụ để chúng ta hiểu rõ hơn về khía cạnh đồng cảm này. Đối với ngành dịch vụ y tế, đây là một ngành khá nhạy cảm đúng không ạ? Nếu mà chúng ta được chăm sóc một cách kỹ càng, được các y bác sĩ hiểu rõ về mong muốn cũng như là suy nghĩ của mình, có thể tài trợ giảm giá cho các bệnh nhân mà gặp hoàn cảnh khó khăn, cũng là một trong những khía cạnh đồng cảm để giúp cho dịch vụ mang lại hiệu quả cao. Và cuối cùng đó chính là phương tiện hữu hình. Đây chính là một yếu tố chính. Đây là một trong những yếu tố cơ bản của mô hình SOWA mà bạn cũng có thể nên biết. Đây là một yếu tố mà sẽ tập trung vào việc tạo điều kiện phát triển về vật chất và cơ sở vật chất. Cụ thể ở đây thì là gì? Chúng ta bên cung cấp dịch vụ họ sẽ trang bị những cơ sở vật chất, thiết bị thật hiện đại, và bên cạnh đó là diện mạo của nhân viên, vật liệu hấp dẫn trực quan, liên kết dịch vụ. Nghe có vẻ hơi khó hiểu, nhưng mà chúng ta lấy một ví dụ như đối với ngành dịch vụ ngân hàng đi, thì khi mà chúng ta tới làm việc hay là giao dịch với ai thì tất cả các nhân viên ngân hàng họ đều luôn tươi cười vui vẻ, họ đều có trang phục riêng của ngân hàng và họ luôn trang điểm một cách chỉnh chu, hay là mang tới vẻ ngoài thật là chuyên nghiệp và gọn gàng nhất có thể. Nó chính là bộ mặt cho các ngân hàng. Và để hiểu rõ hơn thì bên nhóm em có chuẩn bị hai ngành, đó chính là một số ví dụ về để giúp cho chúng ta hiểu rõ về cách mà khách hàng đánh giá năm khía cạnh của chất lượng dịch vụ. Và chúng em sẽ đi tới ngành đầu tiên mà chúng em chọn, đó chính là ngành hàng không. Như các bạn đã thấy trên slide thì chúng em đã chia ra từng 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 việc mà bên cung cấp dịch vụ, đó chính là ngành hàng không, sẽ làm để giúp cho ngành của mình ngày càng phát triển. Ví dụ như về độ tin cậy đối với ngành hàng không, thì việc mà tỷ lệ khai thác chuyến bay đúng giờ, chậm hủy chuyến, giải quyết yêu cầu phàn nàn khách hàng một cách nhanh chóng, hiệu quả, quan tâm giải quyết những sự cố của khách hàng. Đối với khả năng đáp ứng thì nhân viên đủ khả năng để đáp ứng các yêu cầu của dịch vụ, sẵn sàng giúp đỡ hành khách của mình, và các thủ tục thì luôn được xử lý một cách nhanh chóng và hiệu quả. Đối với khía cạnh đảm bảo thì việc mà một tiếp viên hàng không hiểu và nắm bắt được các nhu cầu của khách hàng, cũng như là việc đảm bảo ngôn ngữ, kỹ năng giao tiếp, và kỹ năng giao tiếp là việc một cách nhanh gọn và thành thạo. Đối với khía cạnh đồng cảm thì ở ngành hàng không thì việc đồng cảm với lại các hành khách và khách hàng của mình, ví dụ như là lịch trình và tần suất bay luôn luôn đầy đủ thuận tiện cho khách hàng, việc đặt và mua vé ngày càng trở nên dễ dàng thuận tiện, ngay cả việc mà mình kích một kích chuột trên máy tính hoặc là một nhấp trên điện thoại thì cũng có thể mua được vé một cách dễ dàng mà không cần phải tới quầy vé giống hồi xưa. Nhân viên thân thiện, chu đáo, thái độ tiếp tiếp nhận ý kiến của khách rất tích cực và vui vẻ, kèm với đó là các chương trình khuyến mãi giảm giá đối với các cá nhân. Cuối cùng là phương tiện hữu ảnh, thì ở đây ngành hàng không cũng giống như các ngành ngân hàng thì họ rất chú trọng về việc diện mạo và trang phục của nhân viên. Bên cạnh đấy thì họ cũng trang bị tạp chí, các chương trình giải trí hoặc là thức ăn, đồ uống và các trang thiết bị hiện đại trên ngành hàng không. Và chúng em lấy thêm một ví dụ về ngành y tế, đây cũng là một ngành rất nhạy cảm và chúng ta cần phải
để cho ngành y tế phát triển và có thể lấy được rất nhiều cảm nhận tốt đến từ khách hàng. Thì cũng như slide chiếu thì chúng ta cũng chia ra thành 5 khía cạnh, và mỗi khía cạnh thì chúng ta đều phải thực hiện đầy đủ các bước. Ví dụ tin cậy thì phải làm thế nào để cho bệnh nhân cảm thấy được tin tưởng, đúng như những gì đã hứa, phải luôn chính xác, đúng hẹn và giải quyết một cách nhanh chóng, hiệu quả. Đáp ứng đó chính là luôn luôn sẵn sàng, nhanh chóng. Việc làm hồ sơ, thủ tục khám chữa bệnh luôn được làm một cách sẵn sàng. Và đội ngũ y bác sĩ thì luôn luôn trong tình trạng là sẵn sàng giúp đỡ các bệnh nhân của mình. Về đảm bảo thì ở ngành này chúng ta luôn luôn đảm bảo được rằng các y bác sĩ họ luôn có kiến thức chuyên môn, các kỹ năng mềm, các chứng chỉ, các bằng cấp hành nghề và các máy móc để khám chữa bệnh một cách an toàn và đầy đủ. Đối với việc đồng cảm thì đây chính là một yếu tố khá quan trọng đối với từng ngành, đối với ngành y tế này, bởi vì việc mà các y bác sĩ họ luôn sẵn sàng, họ luôn bên cạnh bệnh nhân, họ luôn đồng cảm và họ có thể giúp đỡ bệnh nhân hết sức, đó cũng là một điều mà giúp cho ngành y tế có thể phát triển. Cuối cùng là phương tiện hữu ảnh. Phương tiện hữu ảnh cũng là hữu hình, thì ngành y tế ngày càng có thể trang bị thêm trang thiết bị tối tân, không chỉ là cơ bản giống bình thường mà có thể là có cơ sở khám chữa bệnh một cách vô khuẩn, sạch sẽ, các loại giường bệnh theo yêu cầu của bệnh nhân. Bên cạnh đó còn có thể phục vụ thức ăn, đồ uống, dịch vụ chăm sóc tại phòng. Phần trình bày của em tới đây là hết. Giờ em xin dừng phần trình bày cho bạn khác về phần 4 ạ. Chào thầy và các bạn, thì vừa rồi thì chúng ta cũng đã cùng nhau thảo luận qua các vấn đề như là nhận thức của khách hàng hay là sự hài lòng của khách hàng, chất lượng dịch vụ. Thì như đã thảo luận đó thì các cái yếu tố đó là thì các công ty ngày nay nhận ra rằng họ có thể cạnh tranh hiệu quả hơn bằng cách phân biệt mình về chất lượng dịch vụ cũng như sự hài lòng và lòng trung thành. Thì mình sẽ chuyển qua về cái thuật ngữ này gọi là gặp gỡ dịch vụ. Vậy gặp gỡ dịch vụ là gì? Gặp gỡ dịch vụ được hiểu là sự tương tác mặt đối mặt giữa người cung cấp dịch vụ và người nhận trong quá trình tiêu thụ dịch vụ. Hay hiểu theo nghĩa rộng hơn, một cuộc gặp gỡ dịch vụ là khoảng thời gian mà người tiêu dùng tương tác với một dịch vụ. Gặp gỡ dịch vụ thường được định nghĩa là sự tiếp xúc trực tiếp của người tiêu dùng với nhà cung cấp dịch vụ, bao gồm cả tương tác mặt đối mặt và sự trải nghiệm. Có bao nhiêu loại gặp gỡ dịch vụ thì có các loại cuộc gặp gỡ dịch vụ như sau, là cuộc gặp gỡ từ xa, gặp gỡ qua điện thoại, gặp mặt trực tiếp. Cuộc gặp gỡ thì mình xin nói một chút về cuộc gặp gỡ từ xa. Cuộc gặp gỡ từ xa là khi khách hàng tương tác với một ngân hàng thông qua ATM, hoặc là khi công ty đó gửi các báo cáo thanh toán hoặc truyền thông tin khác qua email cho họ. Ví dụ như là mua vé máy bay như vừa nãy bạn ví dụ của bạn Ngân có nói, hay là sửa chữa và bảo trì sự cố, theo dõi các gói hàng và giao hàng. Về cuộc gặp gỡ qua điện thoại thì nó là cuộc gặp gỡ thường xuyên giữa khách hàng và công ty. Thì hầu như các công ty, các nhà sản xuất hoặc doanh nghiệp dịch vụ dựa vào cuộc gặp gỡ qua điện thoại để đánh giá. Các ví dụ về cuộc gặp gỡ qua điện thoại như là Hoài Hoài chưa chuẩn bị bài à? Sao mà bối rồi? Dạ, các cuộc gặp tiếp theo chúng ta qua các cuộc gặp mặt trực tiếp. Thì trong các cuộc gặp mặt trực tiếp thì nó sẽ
Khách hàng thì đóng vai trò quan trọng để tạo ra một chất lượng dịch vụ thông qua hành vi của khách hàng trong quá trình tương tác. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến phần gọi cái này gọi là thác dịch vụ, hay gọi là một chuỗi của gặp gỡ dịch vụ. Ở đây có ví dụ về chuỗi gặp gỡ dịch vụ trong ngành khách sạn. Thì có đăng khi chúng ta mà đặt một đặt khách sạn đó, thì chúng ta cần phải đăng ký, bước đầu tiên chúng ta cần phải đăng ký rồi đến nhân viên đưa khách hàng nhận phòng và đến các dịch vụ khác như là bữa ăn của nhà hàng hay là cuộc gọi báo thức và thủ tục thanh toán. Tiếp theo chúng ta sẽ đến phần tầm quan trọng và cũng như là cơ hội của cuộc gặp gỡ dịch vụ. Cuộc gặp gỡ dịch vụ tạo ra các cơ hội như là để chúng ta xây dựng lòng tin, củng cố chất lượng, tăng lòng trung thành, xây dựng bản sắc thương hiệu. Chúng ta đến với các chủ đề quan trọng trong nghiên cứu cuộc gặp gỡ để giúp chúng ta hình thành lên các chủ đề quan trọng trong nghiên cứu cuộc gặp gỡ. Thứ nhất là sự hồi phục ở đây có nghĩa là phản hồi của nhân viên đối với hệ thống cung cấp dịch vụ khi mà khách hàng phản nàn. Thứ hai là khả năng đáp ứng, nhân viên đáp ứng các nhu cầu cũng như là yêu cầu của khách hàng như thế nào. Thứ ba đó là tính tự phát, thì hành động tự phát của nhân viên không được khuyến khích thực hiện. Thứ tư đó là sự đối phó, phản ứng của nhân viên đối với các vấn đề của khách hàng như thế nào. Tiếp theo thì đến phần kết luận của bạn Hoàng. Sau đây em xin tổng kết lại bài học là sau khi qua chương 4 lần này, chúng ta có thể nắm rõ được chất lượng dịch vụ ảnh hưởng rất lớn đến cảm nhận của khách hàng là lớn như thế nào, hiểu được tầm quan trọng của sự hài lòng khách hàng quyết định ảnh hưởng rất nhiều đến kết quả của công việc, vì mức độ hài lòng khách hàng là yếu tố quyết định sự phát triển của công ty đó. Em lấy một ví dụ minh họa, một khách hàng nữ mua một đôi giày trong một thời gian được sale là 30%, mua lúc giá sale là 350 so với giá gốc là 500. Khi nhận được hàng, giày vừa chân, lót êm và không đau chân trong quá trình di chuyển, chất lượng tốt so với lại giá 350 thì khách hàng sẽ cực kỳ hài lòng về món đồ đó. Chất lượng dịch vụ là yếu tố quan trọng mà hầu hết tất cả các khách hàng đều quan tâm đến và đưa ra quyết định sau này có quay lại ủng hộ công ty bạn hay không. Em xin đưa ra một ví dụ cụ thể. Khi bạn đi sửa xe tại hãng thì chất lượng dịch vụ đặc biệt quan trọng được bạn quan tâm vì xe của bạn phải được sửa chữa và hoàn thành đúng thời hạn đã giao. Chất lượng phục vụ tốt thì sẽ được sự tin tưởng của bạn và sẽ quay lại để ủng hộ vào kỳ sau. Sau đó là các yếu tố về độ tin cậy, khả năng đáp ứng, sự đồng cảm, sự đảm bảo và các yếu tố hữu hình là chìa khóa để hình thành, để là chìa khóa chính để thành công công ty phát triển lâu dài và hoạt động hiệu quả nhất. Sau đây em xin lấy một ví dụ. Ví dụ là sau khi đã tìm hiểu kỹ, bạn quyết định lựa chọn sử dụng mạng Viettel vì Viettel họ đáp ứng đầy đủ các yếu tố về độ tin cậy, khả năng đáp ứng,
sự đồng cảm, sự đảm bảo và yếu tố hữu hình cho bạn trong thời gian sử dụng. Sau đây em xin hết. Sau đây là các giải pháp chuyển của các ngành dịch vụ. Em đây xin nêu ra là ba ý kiến: cố gắng áp dụng đầy đủ và hoàn thiện mô hình Spire đối với doanh nghiệp để rút ngắn khoảng cách giữa kỳ vọng của khách hàng và dịch vụ khách hàng nhận được. Nếu dịch vụ công ty bạn có thể cân bằng các yếu tố trên, thì vừa có thể tăng lợi nhuận cho công ty, tăng lòng trung thành của khách hàng và tạo tiếng tăm cho công ty trên thị trường cạnh tranh. Tuy nhiên, mỗi ngành dịch vụ có những đặc thù riêng của chúng, vì thế cần nghiên cứu thêm các đặc tính đặc trưng của mỗi dịch vụ kết hợp với thang đo SWOT để mang lại tính thực tiễn cao nhất. Sau đây em xin kết thúc bài thuyết trình của nhóm em. Ok, cảm ơn cái phần trình bày của bốn. Nhóm này là bạn nào là nhóm trưởng nhỉ? Dạ, em tên là Thông Ngân, em là nhóm trưởng của nhóm. Ok, rồi thank you Ngân, người trình bày tốt nhất của nhóm. Rồi, xin mời các thành viên của lớp chúng ta có câu hỏi. Rồi, xin mời Nguyễn Thị Kim, bạn Thiên Trang. Nguyễn Kim Thiên Trang. Em muốn hỏi nhóm bạn là nếu trong tình huống là bạn là một người bán hàng online thì trong quá trình giao hàng và bán hàng và giao hàng cho khách thì nhận được phàn nàn của khách là hàng đến tay bị lỗi, vậy thì bạn sẽ xử lý tình huống như thế nào để làm hài lòng khách hàng? Em xin hết. Ok, một tình huống thực tế xử lý khi mà khách hàng không hài lòng với đơn hàng online là bị lỗi. Rồi, câu hỏi thứ hai là mời bạn Huỳnh Nhật Quang. Dạ em chào thầy và các bạn ạ. Mọi người có nghe rõ không ạ? Nghe rõ Quang ơi. Dạ rồi. Em là Quang ở bên nhóm K và sau đây em có một câu hỏi dành riêng cho nhóm của bạn Ngân là mình sẽ cho bạn Ngân một tình huống, đó là khách hàng đặt phòng và dịch vụ bên khách sạn, mình cho đó là khách sạn A, vào trong một dịp lễ 2 tháng 9. Check in họ khách họ check in vào lúc 10 giờ sáng. Nhưng khi đến thì phải chờ thêm 2 tiếng nữa thì mới được nhận phòng, mà phòng thì chưa được dọn dẹp sạch sẽ. Là quản lý của khách sạn đó thì bạn sẽ xử lý cái như thế nào để làm hài lòng khách hàng? Ok, tình huống thực tế thứ hai, xử lý tình huống khách hàng phải đợi lúc mà nhận check-in so với giờ quy định. Rồi, mời bạn Nhật Khanh. Alo, bạn Nhật Khanh có câu hỏi không nhỉ? Nếu mà Dạ, em chào thầy và các bạn ạ. Dạ, em quên à. mở mic. Dạ, À. câu hỏi của em á là cho bạn đầu tiên thuyết trình ạ. Thì em có thấy là bạn có đưa ra một cái ví dụ là các doanh nghiệp đã đưa ra cái hàng loạt cái dịch vụ và đã làm được thỏa mãn khách hàng của họ. Tuy nhiên á, thì về phía khách hàng thì nếu nhận được những cái dịch vụ tuyệt vời như vậy á, thì khách hàng sẽ thỏa mãn. Nhưng mà em muốn hỏi là về phía doanh nghiệp, nếu mà đưa ra những cái dịch vụ tốt như vậy thì họ có thể duy trì được doanh nghiệp lâu dài hay không ạ? Câu hỏi của em hết rồi. Em cảm ơn. Ok, rồi nhóm đã rõ câu hỏi của bạn Khanh chưa? Dạ rồi ạ. Ok, mời bạn thứ tiếp theo là bạn Nga. À, dạ em chào thầy, em xin có câu hỏi cho nhóm bạn là nếu như mà tiêu chuẩn dịch vụ với lại cái dịch vụ thực tế mà cung cấp cho khách hàng đó là khác nhau theo cái chiều hướng mà tiêu cực ấy, thì cái nguyên nhân có thể là do đâu và cách nào mà để công ty có thể thu hẹp được cái khoảng cách này? Em xin hết ạ. Ok, rồi có hỏi chưa nghe nhóm? Vâng ạ, em học em rõ rồi. Đây, mời bạn Quỳnh, Nguyễn Thị Như Quỳnh. Em có câu em đến từ nhóm A ạ. Có câu hỏi cho nhóm bạn, đó là nếu cảm nhận của khách hàng đối với dịch vụ không tốt
thì doanh nghiệp cần làm gì để làm hài lòng khách hàng ạ? Em xin hết. Rồi, cảm nhận là như nhỉ? Câu hỏi của bạn là như nhỉ? Cảm nhận của khách Nếu hàng. cảm nhận của khách hàng đối với dịch vụ không tốt thì doanh nghiệp cần làm gì để làm hài lòng khách hàng ạ? Em xin hết. Ok. Cảm nhận về dịch vụ không tốt thì cần phải làm gì để làm hài lòng khách hàng? Recovery, đúng không? Rồi, một câu hỏi nữa từ bạn Nhung. À, dạ em chào thầy ạ. Em đến từ nhóm H ạ. Em muốn hỏi nhóm của bạn Ngân, đó chính là nếu mà ở ngay lần sử dụng dịch vụ lần đầu tiên á, thì làm sao hoặc là có những cách nào để đánh giá được cái mức độ hài lòng hoặc là khiến khách hàng đó có thể đến sử dụng những lần tiếp theo ạ? Rồi, bạn rõ câu hỏi của bạn Nhung chưa? Giờ bạn Nhung nói lại được không? Nãy giờ mình nhiều câu hỏi của mình kêu kịp. Mình nhắc lại đó chính là mình muốn hỏi là thí dụ như là nếu ở ngay cái lần sử dụng dịch vụ lần đầu tiên á thì bạn sẽ có những cái cách nào hoặc là làm sao mà bạn đánh giá được mức độ hài lòng hoặc là khiến cái khách hàng đó có thể đến sử dụng những lần tiếp theo đối với dịch vụ bên mình. Tức là làm thế nào để đánh giá được mức độ hài lòng của khách hàng Dạ. khi họ đến sử dụng dịch vụ lần đầu tiên. À, cảm ơn bạn. Ok. Rồi, Dạ. Thầy xin nhắm gọi tụi em chắc 3 phút để thảo luận nha thầy. ok, rồi, nhóm chuẩn bị câu trả lời. Các bạn có 3 phút relax. Rồi, câu hỏi đầu tiên ạ. Câu hỏi đầu tiên là của bạn Thiên Trang. Bạn có hỏi là trong việc mua và bán hàng online thì khi mà chúng ta đặt một đơn hàng online về nhà mà bị những phàn nàn của khách hàng về hàng hóa bị hư hỏng thì chúng ta cần phải có xử lý như thế nào để làm hài lòng khách hàng? Thì như các bạn thì cũng hay đặt hàng online trên Shopee đúng không ạ? Thì việc mà chúng ta nhận được một một cái gói hàng mà nó không đúng như những gì mà chúng ta đặt á, ví dụ như mình đặt một cái ly mà nó bị bể hoặc là một cái đồ mà nó không giống hình, thì chúng ta đầu tiên cái trạng thái đầu tiên nó là tức giận và mình muốn trả hàng hoặc là mình muốn đầu tiên là đánh giá cái shop đó 1 sao cho bỏ ghét. Nhưng mà trước khi mà làm như thế thì khách hàng sẽ hầu như họ sẽ nhắn tin lại cho là ủa tại sao vậy mọi người, ủa tại sao vậy, cửa hàng lại gửi cho mình như thế này như thế kia. Thì việc đầu tiên cho khách hàng để cảm nhận cho khách hàng tốt thì chúng ta cần phải xin lỗi, tại vì mình làm bên mảng dịch vụ mà, nên là khi mà không hài lòng khách hàng thì đầu tiên mình phải xin lỗi, dù đó có phải là lỗi của bên vận chuyển hay là bên của cửa hàng hay không, thì đầu tiên chúng ta cần phải xin lỗi để xoa dịu đi cái trạng thái đang tức giận của khách hàng, và sau đó mình sẽ xử lý khách hàng, xử lý tình trạng của khách hàng. Ví dụ như cái ly bể thì có thể mình sẽ giải quyết bằng cách là tất cả các hàng của cửa hàng khi gửi cho khách thì đều đã được kiểm định, đều đã được kiểm tra một cách rất là đầy đủ, nhưng mà chắc là vì lý do vận chuyển hoặc là do vì gói gói hàng hóa chưa được cẩn thận nên là nó bị bể, và mình sẽ đưa ra phương án giải quyết cho khách hàng, đó chính là có thể hoàn lại tiền hoặc là khách hàng có thể chọn một món trong giỏ hàng của mình, và mình sẽ gửi lại cho khách hàng kèm với lại một voucher giảm giá hoặc là khuyến mãi gì đó cho lần sau để cho khách hàng cảm thấy an tâm tin tưởng, và chúng ta sẽ cảm thấy mang lại những cảm nhận tốt cho khách hàng, không chỉ cho dù là khách hàng có cảm nhận cái vật dụng đó là không tốt thì họ cũng sẽ cảm thấy an lòng. Mình trả lời như vậy thì có được không ạ, bạn Thiên Trang? Mình đồng tình với ý kiến của bạn. Thầy phản đối. Dạ em là Thu Phương của nhóm không ạ. Em có một câu hỏi lại cho bạn Ngân là trong cái trường hợp mà bạn Ngân muốn trả lại cái muốn gửi lại cái món đồ đó cho khách hàng thì nó sẽ gây đi ra lỗ cho cửa hàng thì sao ạ? Kiểu giống như đó Rồi, không phải là lỗi của cũng chúng ta đâu mà ok. chúng ta phải gửi một cái món hàng miễn phí đến cho khách hàng. Ok, cũng đồng cái quan điểm này với bạn Phương.
tức là xử lý như bạn nói, bạn bạn Ngân giải quyết thì quá tuyệt vời rồi, đó là beyond expectation của khách hàng rồi. Thế nhưng mà đấy, như bạn Phương đặt ra như vậy, trong tình huống này đâu đâu phải lỗi của phía người bán hàng, lỗi của nhà cung cấp, mà chúng ta lại phải, và giả sử như những cái tình huống đấy nó xảy ra rất là nhiều như vậy, nó làm tăng cái chi phí mà đáng lẽ ra nó không thuộc về chúng ta. Thế Dạ thì cái dạ tình huống này bạn bạn có thể là Thu chia Phương, sẻ thêm. ý của bạn Thu Phương, em sẽ xin chia sẻ một cái trải nghiệm của em khi mua hàng ở Shopee. Là có một đợt là em mua cho mẹ em 10 cái hộp nhựa để đặt trong tủ lạnh, thì lúc mà giao hàng về thì nó sẽ bị bể hết 2 cái hộp, và lúc đó em rất là bực mình, bởi vì một cái hộp rất là mắc tiền. Thì em sẽ trước khi mà đánh giá cho khách hàng, trước khi đánh giá cái dịch vụ ở trên Shopee, thì em đã nhắn tin trực tiếp cho khách và hỏi là cho bên cửa hàng và hỏi là tại sao lại gửi 2 cái hộp bể như vậy, gửi 2 cái hộp bể như vậy mà gửi làm gì. Nhưng mà cách xử lý của bên khách, bên dịch vụ rất là tốt và em cảm thấy là rất là tuyệt vời, và em cho 5 sao. Đó chính là thứ nhất, họ bảo là chị ơi, cái hộp đấy là em đã được gói trong cái túi xốp tránh va đập, thì cái mà trước khi mà em đã gửi cho chị thì em đã kiểm tra rất kỹ và gói trong hộp va đập, nhưng không biết sao, không 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 biết tại sao thì cái hộp đó nó lại bị bể. Và họ đã giải quyết cho em là chị ơi, bây giờ chị bị bể 2 hộp đúng không, chị hãy vào cửa hàng của em, chị hãy chọn thêm 1 2 món đồ mà chị thích đi, chị hãy bỏ vào giỏ hàng, em sẽ gửi chị một voucher giảm 30.000 và em sẽ gửi lại cho chị 2 cái hộp đó và trong cái đơn hàng sau. Chị có thấy giải quyết của em như vậy có hợp lý không? Và em đã rất hài lòng về cái thái độ phục vụ như vậy. Như thế thì mình cũng có thể là tuy 2 cái hộp nó không có bao nhiêu tiền hết, nhưng mà mình lại có thêm một cái đơn hàng tiếp theo, là đây cũng chỉ là một chiến thuật marketing để chúng ta có thể bán được nhiều hàng hơn, mình cứ nghĩ vậy. Với lại nhiều món đồ, ví dụ như những cái món đồ mà chúng ta có thể trả về được, mà ví dụ như những món đồ mà mình mua tận 200-300 ngàn mà mình có thể bán cho những khách hàng sau, thì việc hoàn 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 phí lại thì nó cũng sẽ là gây rất nhiều trở ngại cho bên cửa hàng, nhưng mà chúng ta cũng vẫn có thể bán lại hàng. Còn những cái ly bị bể thì chúng ta sẽ dùng một cái phương pháp khác, là mình sẽ dùng đối với lại từng trường hợp và từng món đồ mà mình bán ạ. Dạ em chia sẻ như vậy với ông ở bạn Phương. Rất là cảm ơn cái chia sẻ về một cái câu chuyện rất là thực tế của bạn đối với lại là trải nghiệm mua sắm ở Shopee. Rất là đồng tình với cái quan điểm này thôi. Tuy nhiên thì ở đây cũng xin chia sẻ thêm với các bạn một cái vấn đề để chúng ta đứng đến góc độ là các bạn là nhà cung cấp dịch vụ, để mình hiểu và mình có thể lường trước những câu chuyện như thế này trong thực tế nó đã diễn ra. Khi mà câu chuyện này diễn ra thì đương nhiên về phía với khách hàng thì cách xử lý như bạn chia sẻ và như Shopee đã làm thì không có gì phải bàn, chiến lược rất là thông minh và khôn ngoan. Tuy nhiên là một vấn đề ở đây là các bạn cần phải lưu ý là chúng ta phải làm rõ với partner của chúng ta, tức là bên logistics, bên giao nhận hàng. Về phía khách hàng là như vậy, nhưng mà song song với việc đấy thì thầy kỳ vọng rằng là bạn sẽ có một cái giải quyết nó thấu đáo hơn, đứng đến góc độ là một cái người làm dịch cung cấp dịch vụ, là bạn phải ngay lập tức liên lạc với cái đơn vị cung cấp cái hoạt động logistics và tìm hiểu cái lý do tại sao, đúng không nào? Và đương nhiên trong cái hợp đồng khi mà bạn ký với đối tác để cung cấp giao nhận hàng thì những cái điều khoản các bạn phải cân nhắc, phải phải ràng buộc rất là kỹ về giao hàng, nếu như mà có đổ vỡ, nếu như mà có những cái sự cố, và nguyên nhân không phải từ phía sản phẩm mà từ phía nhà cung cấp, mà nguyên nhân từ phía người vận chuyển, thì cái trách nhiệm bồi hoàn là như thế nào, và cái bạn sẽ nhận cái trách nhiệm, mình là nhà cung cấp để mình chủ động thì mình sẽ nhận cái trách nhiệm về việc là xử lý những sự cố này cho khách hàng, nhưng sau đó thì mình phải có cái cách để mình deal với, làm việc lại với đơn vị logistics để họ phải chịu cái trách nhiệm nếu như là nguyên nhân từ phía họ, và như vậy thì nó giúp cho chúng ta có thể tiết kiệm được những chi phí trong quá trình cung cấp dịch vụ nó có những cái sự cố như vậy. Và đấy là cái điều chia sẻ thêm, để khi chúng ta làm bất cứ một cái hoạt động nào, đặc biệt là những hoạt động liên quan đến cái partner, đến đối tác, để mà cấu thành vào trong cái quá trình mà tạo ra cái dịch vụ tốt nhất cho khách hàng, thì chúng ta phải lường trước những cái điều đấy để khi mà xảy ra những sự cố thì không có dẫn đến những cái tranh chấp với các partner của chúng ta. Còn đương nhiên về phía khách hàng thì cái cách xử lý của bạn như thế là không là là rất là tốt, không có gì phải bàn thêm. Đấy, xin chia sẻ thêm cái câu hỏi như vậy. Rồi, chúng ta move qua cái câu hỏi tiếp theo.
nếu như mà chúng ta không có ý kiến gì nữa. Dạ, em tên là Uyên Nhi, em đại diện cho nhóm trả lời câu hỏi số 2 của bạn Quang, đó là về tình huống đến khách sạn A, check-in lúc 10 giờ sáng nhưng đến chờ 2 tiếng mới nhận được phòng, và phòng thì chưa được dọn dẹp sạch sẽ. À, theo như em giải quyết tình huống này thì khi khách hàng phải chờ đợi như vậy thì sẽ sinh ra phản ứng sẽ khó chịu với sự chăm sóc khách hàng, thì bên khách sạn sẽ đưa ra một số các ưu đãi dịch vụ cho khách hàng chọn, như là đi tham quan khách sạn hoặc là tham gia một số hoạt động vui chơi của khách sạn nhân dịp lễ ngày 2 tháng 9 để khách hàng có cái tâm lý tốt hơn và không cảm thấy mình bị không được quan tâm chăm sóc như các khách hàng khác. Còn về sự nhận phòng mà sự cố nhận phòng nhưng mà chưa được dọn dẹp sạch sẽ thì khách hàng sẽ nghe theo ý kiến của khách sạn sẽ nghe theo ý kiến của khách hàng để đưa ra các giải pháp làm khách hàng hài lòng. Ok, thank you bạn Nhi. Nhưng mà bây giờ tôi đang mệt lắm, tôi đi cả đêm khuya như vậy, bây giờ tôi cần phòng để tôi phải nghỉ ngay. Bây giờ đợi 2 tiếng tôi không có hứng thú và đi tham quan tôi cũng mệt, tôi cần phải vệ sinh cá nhân, tôi cần phải làm nghỉ ngơi nên là tôi không có muốn đi. Bạn phải giải quyết ngay. Thì bên khách sạn sẽ có những cái vấn đề giải quyết cho mình, đó là có thể sẽ đổi phòng cho mình để có thể giải quyết được các vấn đề hiện tại và có các ưu đãi về việc tham quan của trong ngày lễ và ăn uống tại khách sạn miễn phí để làm cho khách hàng hài lòng hơn và đỡ khó chịu về việc như vậy. Thì đổi phòng, bây giờ tất cả các phòng đã full rồi và nếu như đổi phòng như vậy thì khách hàng sau lên thì sẽ lại gặp cái tình huống như vậy, là như giống như như tôi vậy, thì điều đấy nó lại tạo ra một cái sự không hài lòng của một cái khách hàng khác nữa, như vậy thì nó không ổn. Em có sự nhầm lẫn đó. Dạ, sẽ để cho khách hàng sử dụng phòng chờ và giảm giá thêm 30% cho khách hàng, cũng như là sử dụng các dịch vụ ưu đãi của khách sạn như là tham quan miễn phí và ăn sáng miễn phí tại khách sạn. Rồi. Ok, cảm ơn cái phần chia sẻ của bạn. Các bạn bạn nào như bạn Quang hả? Có chia sẻ gì xung quanh câu chuyện này không? Mình đang có một dạ em đang có cái thắc mắc như thế này Nhi. Tại vì á, nếu như mà bạn nói á, là cái khách sạn mà bạn nói là nó vừa có dịch vụ tham quan với lại là ăn sáng các kiểu một của khách sạn á, của công ty khách sạn á, thì đó là một trường hợp khác. Còn nếu trường hợp ví dụ như giả sử khách sạn đó không có, là cái khách sạn nó tầm từ 3 sao trở xuống, thì mình sẽ nên làm gì? Thì cái phương án đổi phòng thì cũng hợp lý, nhưng mà vấn đề là cái phần mà dịch vụ mà mấy cái tour ưu đãi tham quan của khách sạn á, thì cái đó thì mình chưa thấy ở cái điểm ở khách sạn 3 sao trở xuống. Vậy trường hợp đó bạn sẽ làm gì? Cái này thì mình đã từng làm việc cho một khách sạn 3 sao rồi, nó vẫn sẽ có cái dịch vụ đó là cung cấp buffet sáng miễn phí và tham quan cho khách hàng, và việc tham quan thì vẫn là nằm trong cái tầm mà khách sạn có thể tham gia và lấy ưu đãi được cho khách hàng. Còn về khách sạn từ 2 sao trở xuống thì mình cũng đã có tìm hiểu qua, đó là bên khách sạn vẫn sẽ có thể liên hệ với bên tham quan để lấy những ưu đãi hợp lý cho khách hàng. Ok, rồi tiếp đi em. Mình trả lời như vậy, bạn Quang thấy có được không ạ? Ok, mình cũng chấp tạm chấp nhận. Nhưng mà cái có khám mắt này, 12 giờ là cái, thường là 12 giờ là check-in khách sạn đúng không? Thì trong khoảng đó thì lúc nó cho khách vào phòng chờ thì mình có thể trong vòng 2 tiếng đó mình có thể tranh thủ dọn dẹp được mà đúng không? Trường hợp bạn đưa ra cho nhóm mình đó là sau 2 tiếng chờ đợi thì khách mới được nhận phòng, và khi nhận phòng thì phòng chưa được dọn dẹp. Cái này thì cũng một phần là do bên khách sạn, có thể là do khách
check out quá trễ cho nên không kịp dọn dẹp, và do bộ phận nhân viên giải quyết không được tốt dẫn đến việc khách nhận phòng chưa được dọn dẹp. Ok, về cái câu chuyện này thì như này các bạn, thực ra cái câu chuyện check in trễ, check out trễ là những cái câu chuyện mà thường chúng ta thường hay rất là gặp ở trong cái lĩnh vực kinh doanh khách sạn. Tuy nhiên thì các bạn cũng thấy rằng thực tế thì các cái doanh nghiệp, các khách sạn họ sẽ khắc phục như thế này. Thông thường thì các bạn thấy rằng là để hạn chế khi tình huống này xảy ra thì đương nhiên cái cách xử lý như bạn vừa trao đổi là một số cách như là giảm giá phòng rồi cho tham quan rồi vân vân, thì đấy là cái mà chúng ta xử lý khi sự việc đã xảy ra rồi. Tuy nhiên thì để ngăn chặn và hạn chế những câu chuyện như thế này xảy ra đó, thì các bạn để ý khi mà mình book khách sạn thì thường là nó sẽ có cái giờ check in, ví dụ như giờ check in là sau 2 giờ chiều, và giờ check out là giờ check out thường là trước 12 giờ, đúng không nào? Như vậy thì chúng ta có 2 tiếng để clean phòng cho khách. Thì thế cho nên rằng là khi mà các bạn để mà hạn chế những câu chuyện là khách 12 giờ, sau 2 giờ chiều mới được nhận phòng mà khách tới trước đó, thì khi mà khách book phòng hoặc là trên các cái thông tin book phòng thì các cái khách sạn và các cái nhân viên sale phải làm rất rõ về cái việc này. Tức là anh ơi chị ơi, giờ check in của bên em là sau 2 giờ chiều chẳng hạn. Vậy thì anh chị lưu ý giúp nhé. Thì trong trường hợp đấy nếu như khách mà họ tới sớm hơn 2 giờ chiều thì cái đấy không phải lỗi từ phía mình mà lỗi từ phía khách. Đương nhiên thì bạn có thể là có những cái tiên lượng để có thể là xử lý cho những tình huống đấy. Ví dụ như là mình sẽ có những cái phòng chờ, có những cái nhà vệ sinh để cho khách có thể làm vệ sinh cá nhân, có những cái nơi để khách có thể relax trong trường hợp mà họ check in sớm, đúng không nào? Và khách phải chấp nhận với cái điều đấy. Đương nhiên nếu bạn có bonus thêm là mời họ uống nước hoặc ăn trái cây trong lúc họ chờ đợi đến cái thời điểm đấy thì rất là tuyệt vời. Còn với những khách mà check out thì đương check out thì họ buộc phải check out trước 12 giờ, và mình cũng phải clear rõ với họ luôn là nếu như cái sau thời gian 12 giờ mà anh chị chưa check out thì phải trả, ví dụ như là trễ thì phải trả một khoản phí bao nhiêu và cần phải thông báo như thế nào. Mình cũng phải thông báo rõ để những khách check out họ cũng phải xác định rằng là họ có việc gì thì họ phải xác định là họ phải check out trước 12 giờ để mình chuẩn bị phòng cho khách khác. Và nếu như họ không có làm điều đấy thì họ phải bồi hoàn cái chi phí, và mình có thể là lấy cái một phần chi phí đấy để mà bù đắp cho cái khách mà check in trễ, bị trễ giờ check in của họ. Thì đấy là cái kinh nghiệm để các bạn để thấy rằng là các khách sạn thường thì họ sẽ clear rất là rõ về giờ check in check out cho khách để hạn chế cái tình huống như này xảy ra. Thì đấy cũng là cái điều chia sẻ thêm với các bạn để chúng ta cùng nhau mà hạn chế những cái câu chuyện như này. Các bạn để ý thường là bao giờ cũng có khoảng 2 tiếng, đặc biệt là những khách sạn từ tầm 3 sao đổ lên là như vậy, để cho khách hàng họ, để cho nhân viên và cái bộ phận chuẩn bị phòng góc sẵn sàng cho khách hàng. Rồi chúng ta sẽ kết thúc cái tình huống mà bạn Quang đặt ra rất là thú vị ở đây, có tình huống mà ở thành phố Đà Lạt ha, ở một cái nơi mà bạn kinh doanh về du lịch rất là phổ biến thì những câu chuyện này nó thường xuyên xảy ra. Thì chúng ta có thêm cái kinh nghiệm như vậy. Rồi bây giờ thưa mời nhóm move qua cái câu hỏi thứ 3. Dạ, em xin trả lời câu 3 là doanh nghiệp đưa ra chất lượng dịch vụ tốt như vậy thì sẽ duy trì được trong bao lâu, thì tất nhiên việc cung cấp dịch vụ tốt sẽ đi kèm với những giá cả cao đi kèm, thì không ai lại muốn mọi thứ thật tuyệt vời mà lại trả một cái giá thấp, nên doanh nghiệp sẽ tạo ra một gói dịch vụ với giá cả tương ứng và hợp lý để mang lại tất cả cái trải nghiệm tốt cho khách hàng. Còn về việc lâu dài thì chúng cân nhắc những dịch vụ mà có mức hiệu quả thấp thì cần nên loại bỏ để giảm chi phí, hoặc đưa ra những hoặc tìm hiểu nhu cầu của khách hàng cần những dịch vụ nào để đưa ra dịch vụ đó tốt hơn và đưa ra cái dịch vụ mà phù hợp hơn cho khách hàng. Bạn Nhật Khang còn ý kiến gì không ạ?
Ý của Nhật Khanh á, hỏi á, là tại vì nhóm bạn đưa ra cái trường hợp á, là cái công ty đó theo Nhật Khanh hiểu á, là sản xuất xe thì những cái dịch vụ á, mà cái doanh nghiệp đó đưa ra á, là Nhật Khanh thấy có là dịch vụ miễn phí trọn đời và bảo hành bộ phận trọn đời, và khi á, mà khách hàng bỏ một cái số tiền lớn ra để họ mua một chiếc xe ô tô chẳng hạn, thì khi mà mình đưa ra những cái dịch vụ bảo hành trọn đời như vậy á, thì khi mà xe mình hư á, thì họ sẽ tới họ sửa hay là họ thay đổi những cái bộ phận mới, thì cái điều đó sẽ làm cho khách hàng hạn chế cái việc mua những cái sản phẩm mới ở những cái năm tiếp theo mà mình đưa ra á. Thì Nhật Khanh muốn hỏi là như vậy á, thì nó rất là khó duy trì được cái doanh nghiệp của mình. Chứ còn nếu mà những cái dịch vụ mà nhiều như vậy thì số tiền á, thì sẽ tăng theo là đúng rồi, nhưng mà ý là nếu mà có những cái dịch vụ mà bảo hành trọn đời như vậy á, thì sẽ khó duy trì doanh nghiệp hơn á. Ok. Rồi. Mời nhóm có thể là chia sẻ thêm những cái quan điểm xung quanh cái vấn đề mà bạn Nhật Khanh nêu ra. Còn nếu mà chưa có suy nghĩ Dạ cho em trả lời xong thì chúng ta có thể giúp bạn được không? bỏ. Dạ bạn Nhật Khanh có nói là nếu mà đối với một loại dịch vụ máy móc nào mà với cái việc marketing mà chúng ta bảo vệ khách hàng trọn đời đúng không ạ? Thì nói chung là cái nào nó cũng sẽ có cái giá của nó. Nếu mà sản phẩm của bạn cực kỳ tốt, bạn đưa ra một cái giá trên trời, với lại các yêu cầu marketing là tôi sẽ bảo hành cho anh trọn đời thế này kia, thì tất nhiên cái giá đầu tiên mà bạn phải trả cho cái dịch vụ đó sẽ rất lớn. Để những gì mà nói chung là chúng ta sẽ đưa ra những hình thức marketing nào mà thu hút hấp dẫn được khách hàng, mà sẽ không thể nào mà mang lại những cái không mang lại những nhiều nhiều chi phí đối với doanh nghiệp của mình. Mình phải chấp nhận được, mình phải đưa ra những cái chương trình marketing này là mình sẽ đưa ra đối với những sản phẩm mà có chất lượng cực kỳ tốt, không cần phải duy trì việc bảo quản cho khách hàng nhiều, thì chúng ta sẽ đưa ra những hình thức đó. Còn ví dụ như đối với những dịch vụ mà nó dễ hư hỏng hoặc là phải chi phí sử dụng sửa chữa nhiều, thì chúng ta sẽ không đưa ra những hình thức marketing đấy. Còn việc mà dịch vụ doanh nghiệp đưa ra các dịch vụ chất lượng có tốt hay không á, thì nó sẽ tùy thuộc vào cái món hàng mà cái món dịch vụ mà mình cung cấp cho khách hàng. Ok, như vậy chốt lại ở đây là gì? Tiền nào của đấy đúng không các bạn? Chúng ta không thể đưa một cái dịch vụ nó là top 10, nó là perfect nhất thị trường với một mức giá rẻ hơn một cái mức giá thấp và ngược lại. Vấn đề ở đây là gì? Bảo hành trọn đời hay bảo hành bao lâu hay như nào thì nó sẽ nằm trong cái chiến lược của doanh nghiệp và nó phụ thuộc vào cái khách hàng mục tiêu cũng như là rất là nhiều những yếu tố khác về sản phẩm mà bạn có. Vấn đề ở đây là khi bạn đưa ra những chiến lược thì bạn cần phải gắn liền với cái lõi về cái lãi kinh doanh của mình và phải đảm bảo rằng là bạn sẽ cung cấp đúng như những gì bạn đã hứa, đúng không? Phải cung cấp đúng như là cái promise của các bạn để tránh cái tình trạng là bạn hứa nhưng bạn lại không thực hiện được cái lời hứa. Và chúng ta cố gắng để làm sao mà handle hết những cái việc. Đương nhiên thì cố gắng để mang đến cho khách hàng càng nhiều cái dịch vụ tốt để thỏa mãn cho khách hàng là tốt, nhưng nó phải kèm với cái mức giá phù hợp. Thì đấy cũng là cái điều mà đứng đến góc độ là nhà cung cấp dịch vụ là như vậy, và đứng đến góc độ là cái người tiêu dùng, các bạn là những người tiêu dùng nữa, chúng ta đều là những người tiêu dùng, thì chúng ta cũng phải hiểu rằng là gì, không có một cái gì tốt nhất với một cái mức giá rẻ thấp nhất cả, nó luôn luôn là một cái sự phù hợp giữa giá cả và chất lượng sản phẩm. Và do đó đừng đòi hỏi một cái chất lượng dịch vụ hoàn hảo với một cái mức giá rẻ và ngược lại. Cho nên rằng là không có gì là miễn phí cả. Rồi, xin mời để tiết kiệm thời gian thì chúng ta sẽ move qua câu hỏi tiếp theo nha các bạn, bởi vì là chúng ta sẽ có bài kiểm tra vào lúc 10 giờ 15. Đáng lẽ là 10 giờ nhưng mà vì là không có kịp thời gian nên là thầy đã chuyển cái giờ qua 10 giờ 15, cho nên là mời nhóm move tiếp cái câu hỏi tiếp theo. Yeah, tiếp theo em xin trả lời câu hỏi là câu số 4, cách nào để rút ngắn khoảng cách giữa cảm nhận mong đợi của khách hàng với dịch vụ nhận được?
Thì theo nhóm em có nghĩ là chúng ta cần phải thực hiện tốt năm khía cạnh về chất lượng dịch vụ thì chắc chắn mức kỳ vọng của khách hàng sẽ cao và sẽ rút ngắn được khoảng cách. Ok, câu hỏi tiếp theo. À, mình còn một câu hỏi cuối cùng nữa đúng không ạ? Dạ em xin trả lời câu hỏi cuối cùng là câu hỏi của bạn Nhung, đó là sử dụng dịch vụ lần đầu làm sao để cho khách hàng hài lòng, khiến khách hàng đến lần sau. Làm nào để đo lường, đúng không? Đo lường cái sự hài lòng, biết được cái sự hài lòng của khách hàng Thì khi mà khách thì mình hàng cảm đã nhận chọn được như thế nào? sử dụng dịch vụ của mình á, khách hàng đã có một niềm tin cũng như là độ tin cậy về bên mình rồi, thì mình chỉ cần thực hiện tốt năm khía cạnh về dịch vụ, cũng như là để cung cấp các dịch vụ tốt nhất cho khách hàng. Và giải quyết các vấn đề của khách hàng khi mà khách hàng phàn nàn một cách tốt nhất. Em xin Ok, bạn đặt câu hỏi có bàn luận gì thêm về cái phần trả lời vừa rồi không? Dạ thưa thầy, thì cái câu trả lời của bạn nó không đúng ở cái phần mà em hỏi cho lắm, là tại vì em hỏi là làm thế nào mà bạn có thể đánh giá được mức độ hài lòng của khách hàng á. Theo ý kiến của mình á, thì mình nhận thấy là bạn có thể như cách mà những cái doanh nghiệp người ta thực hiện như hiện nay á, là mình sử dụng các cái bậc thang đo bằng cách làm đưa ra các bản khảo sát trong lúc mà họ sử dụng dịch vụ, hoặc là mình giới thiệu thông tin đến những khách hàng là nếu mà họ sau khi sử dụng dịch vụ á, khách hàng có những cái phản hồi hoặc những cái review về cái dịch vụ của mình thì sẽ được ưu đãi như là giảm giá hoặc là gì đó vào những lần tiếp theo. Ok. Thì mình có thể mình từ đó mình đo lường được mức độ hài lòng của khách hàng. Ok. Đo lường thì nó sẽ có nhiều cách để đo lường. Cái này giống như bạn Nhung có chia sẻ, tức là có thể thông qua bảng hỏi, thông qua phiếu khảo sát. Tuy nhiên thì để làm được điều đấy thì nó cần thời gian, đúng không nào? Nên có những cách rất là đơn giản, vì mình là cái người cung cấp dịch vụ mà, mình có thể quan sát cái sự hài lòng của khách hàng thông qua cái hành vi, thông qua cái biểu hiện, thanh cao nụ cười, thông qua nét mặt, thông qua rất là nhiều những cái hành vi của họ, hoặc là có thể thông qua những cái câu hỏi rất là đơn giản của cái nhân viên phục vụ tại quầy. Ví dụ như là khi các bạn vào sử dụng cái dịch vụ tại khách sạn, ví dụ như là Melia chẳng hạn, thì bạn ăn một cái bữa ăn ở trong đó chẳng hạn, thì bao giờ khi ăn bữa ăn các món gọi lên và bạn ăn được khoảng cỡ 1/3 thời gian, hoặc một nửa thời gian, thì bao nhiêu một cái nhân viên cũng sẽ xuất hiện và hỏi là anh chị thấy cái bữa ăn thế nào, có vừa miệng với anh chị không. Và chỉ với câu hỏi như thế thì người ta sẽ biết được ngay lập tức là khách hàng của họ có đang hài lòng hay không, và nếu không thì họ có cơ hội để họ chỉnh sửa ngay ngay lần đầu tiên họ phục vụ cái dịch vụ đấy. Và nếu như là tôi nói là à cái món này thì chưa được vừa miệng lắm, món này thì hơi mặn, món này hơi nhạt, thì ngay lập tức họ sẽ xin phép và dạ vâng, vậy thì xin lỗi quý khách, bởi vì là hôm nay chắc là do đầu bếp làm chưa được cái vừa khẩu vị, xin phép em được đưa cái món ăn này xuống để xử lý lại cho anh chị. Và khi quay trở lại thì ngay kèm theo cái món ăn được xử lý lại đó thì cũng sẽ kèm theo một cái món nhỏ kèm theo free, ví dụ một cái món tráng miệng, hoặc là cái món nào đấy không nằm trong cái order của các bạn, kèm theo một cái lời là gì ạ, rất là cảm ơn cái sự góp ý của anh chị và em xin lỗi bởi vì là có những cái điều làm cho anh chị chưa có được hài lòng, và để phần nào chia sẻ với điều đấy thì em xin phục vụ thêm anh chị món này để tỏ lòng cảm ơn, và mong rằng anh chị sẽ tiếp tục ủng hộ cho cái nhà hàng của chúng em. Thì đấy là cái cách mà người ta xử lý cái câu chuyện và cách để người ta hiểu rằng khách hàng đã thực sự hài lòng về cái sản phẩm của mình hay chưa tại Melia. Tại hệ thống của Melia, thì đấy cũng là một những cái điều chia sẻ với các bạn rằng là mình có nhiều cách để mình đo lường, có nhiều cách để mình quan sát, có nhiều cách để mình hiểu nếu như mình muốn, thì xin chia sẻ với thêm với các bạn như vậy. Còn đương nhiên thì đo bằng khảo sát, đo bằng hài lòng thì
thì cái đấy là chúng ta sẽ làm và làm một cách thường xuyên. Thì trong cái phần trình bày này của các bạn á, có một cái chỉ số mà rất là thú vị là chỉ số ACSI trong cái phần trình bày của bạn 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 trưởng nhóm đấy, chỉ số hài lòng khách hàng của Mỹ, thì đấy cũng là một trong những chỉ số để đo lường khách hàng và người ta xếp loại các cái dịch vụ, các cái ngành nghề, các cái doanh nghiệp có cái mức độ hài lòng của khách hàng, và những cái chứng minh rằng là những khách hàng nào, những cái doanh nghiệp nào mà có được cái chỉ số hài lòng khách hàng cao thì đấy là những doanh nghiệp mà thành công trên thị trường. Ví dụ như là trong lĩnh vực điện thoại thì Apple, trong lĩnh vực về thương mại điện tử thì Amazon, trong lĩnh vực máy tính thì có IBM, rồi một số các cái dịch vụ như tìm kiếm thông tin thì có Google, vân vân. Thì luôn luôn xuất hiện là những cái doanh nghiệp mà nằm trong top đầu của cái doanh nghiệp mà có được cái chỉ số hài lòng khách hàng cao nhất tại Mỹ. Và cái chỉ số này thì đã được nhiều quốc gia xây dựng và phát triển để mà tạo ra một cái sự đo lường so sánh giữa các cái ngành nghề cũng như là giữa các cái doanh nghiệp với nhau. Thì xin chia sẻ thêm với các bạn như vậy. Về phần nhận xét của về phần nhận xét cho cái phần trình bày này của nhóm, thì về cơ bản nhóm có cái sự trình bày khá tốt, nhóm có cái sự trình bày khá tốt ở một vài các cái phần đầu, đặc biệt là phần trình bày của bạn trưởng nhóm về phần các mô hình về về circle, thang đo lường về chất lượng dịch vụ ở năm khía cạnh, bạn trình bày khá là ổn. Tuy nhiên thì hai cái phần sau của hai bạn cuối thì cái trình bày nó lại không được ổn lắm, bỏ sót một số phần rất là quan trọng. Và một trong những phần mà thầy cho rằng là rất là quan trọng ở đây đấy chính là cái phần technology based service encounter, tức là hay còn gọi là SST, là self service technology, dịch vụ tự phục vụ với công nghệ. Ví dụ như là máy ATM các bạn thấy này, rồi là cái check in. Bây giờ các bạn thấy một số sân bay quốc tế lớn của thế giới họ đã sử dụng công nghệ self service technology. Ví dụ như là khi các bạn đến check in bay ra Singapore, bạn muốn vào Singapore chẳng hạn, thì các bạn có thể dùng cái passport và có cái máy hoàn toàn tự động, và các bạn có thể hoàn toàn làm thông quan tự động mà không cần phải nhân viên hải quan xử lý. Hoặc là một số các cái siêu thị, các bạn có thể đến siêu thị, các bạn mua xong, các bạn thanh toán thì các bạn không cần phải đợi xếp hàng ở nhân viên cashier, mà các bạn có thể đến cái máy và các bạn tự scan và các bạn tự thanh toán. Hoặc là một trong những cái dịch vụ mà Self Service Technology rất là hiện đại và Amazon đã đưa vào sử dụng, đó là cái dịch vụ Amazon Go. Tức là bạn vào siêu thị mua sắm, bạn lấy bất cứ thứ gì bạn thích, và khi bạn đi ra và bạn không cần phải là check tiền, tới tính tiền, bạn vào bạn chọn, bạn bỏ vào túi, chỉ cần với một cái app ở trên điện thoại thì khi đi ra thì cái app đấy sẽ tự scan và trừ vào cái thẻ tín dụng của các bạn những món mà bạn mua, mà bạn không cần phải xếp hàng hay chờ đợi cho cái việc thanh toán gì cả. Thì đấy là những cái dạng self-service technology mà cực kỳ quan trọng trong cái kỷ nguyên của dịch vụ hiện nay dựa trên cái nền tảng của công nghệ mà nhóm lại không trình bày. Cho nên là nhóm sẽ bổ sung thêm cho thầy cái phần này ở trong cái phần slide để các bạn cùng đọc và tìm hiểu thêm. Thì xin chia sẻ với một số các cái vấn đề như vậy để các bạn hình dung. Và điều đấy cũng có nghĩa rằng là gì? Đề bài của một nhóm nhưng mà điểm số thì có thể là nó sẽ không giống nhau. Ngoài ra thì riêng cái phần về thang đo về chất lượng dịch vụ đó, nó gọi là mô hình Circle Survey, thì đây là một mô hình đo lường về chất lượng dịch vụ rất nổi tiếng mà các bạn sẽ được học hoặc là sẽ được làm ở trong những cái công việc liên quan sau này của các bạn, hoặc là trong cái luận văn tốt nghiệp của các bạn, luận là chuyên đề tốt nghiệp của bạn. Thì nếu như bạn nào mà có thể sử dụng cái mô hình này để mình đo lường cái sự hài lòng của khách hàng ở tại cái đơn vị mà các bạn đi thực tập, thì đấy cũng là một cái chủ đề rất là thú vị mà các bạn hoàn toàn có thể sử dụng để mà phục vụ cho cái chuyên đề tốt nghiệp của mình, thông qua việc bạn sử dụng lại cái mô hình đo lường về chất lượng dịch vụ Circle của Surfer của Parasuman để các bạn đo lường. Thì tôi cho rằng là đấy là một cái chủ đề mà các bạn nên nên quan tâm và lưu ý. Ok, bạn Huy Hoàng, Lê Trung Huy Hoàng có muốn trao đổi điều gì hả? Xin mời bạn. À, dạ thầy ơi, dạ em còn một cái câu trả lời của một câu hỏi của bạn kia mà chưa trả lời á thầy. À ok, vậy trả lời nốt đi, chúng ta còn 3 phút nữa, 4 phút nữa. À dạ, em xin trả lời câu hỏi của bạn Quỳnh, đó là sẽ sẵn sàng nhận lời và sửa lỗi, sau đó lắng nghe ý kiến của khách hàng và cùng khách hàng chia sẻ trách nhiệm và cố gắng đưa ra các giải pháp tốt nhất để có thể làm hài lòng khách hàng. Ok. Rồi, cảm ơn cái phần chia sẻ thêm của bạn Hoàng.
Chúng ta có cái ý kiến gì nữa không các bạn? Xung quanh cái chủ đề, hai chủ đề của ngày hôm nay. Nếu mà các bạn không có ý kiến gì nữa thì 3 phút nữa, tức là 10 giờ 15 các bạn sẽ có một cái bài test thứ hai liên quan đến nội dung của hai chương này với khoảng 20 mấy câu hỏi. Trong đó thì có câu hỏi trắc nghiệm và câu hỏi tự luận để các bạn trả lời ngắn.